Với các chiến lược rõ ràng, bài bản, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển du lịch, cùng các hoạt động sự kiện phong phú đầy hấp dẫn, công tác an ninh an toàn điểm đến được đảm bảo, Đà Nẵng đã thu hút đông đảo lượng khách đến với thành phố. Theo đó, du lịch thành phố trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng trưởng và khởi sắc trở lại. Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 3,5 triệu lượt, tăng 116,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 930.000 lượt, cao gấp 11,3 lần cùng kỳ. Khách trong nước đạt 2.578.000 lượt, tăng 67,7% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 10.618 tỷ đồng, tăng 39,1% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này cho thấy việc phục hồi lượng khách đến Đà Nẵng, đặc biệt là khách quốc tế, là rất khả quan. Tôi cảm thấy Đà Nẵng có rất nhiều điều thú vị để du khách có thể khám phá. Thành phố còn có danh thắng Ngũ Hành Sơn và bờ biển dài rất quyến rũ. Tôi cũng thấy biển Đà Nẵng về đêm tuyệt vời. Du khách đến đây có thể thư giãn. Đêm Đà Nẵng thật sự đẹp. Thống kê còn cho thấy các con số về tình hình khách lưu trú, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đều tăng trưởng hơn so với cùng kỳ năm 2022. Đây là tín hiệu tích cực nhờ vào chiến lược phục hồi phát triển du lịch thành phố, khi từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng đã nối lại các đường bay quốc tế, đón nhiều chuyến tàu du lịch biển hạng sang và tổ chức hàng loạt sự kiện nổi bật như lễ hội Quán Thế Âm, chương trình mùa du lịch biển, liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023. Trong đó, DIFF 2023, một sự kiện thương hiệu của thành phố với hơn 30.000 vé được bán hết trong 5 đêm, đã kích hoạt mùa hè sôi động tại Đà Nẵng. Tức là cái lễ hội pháo hoa này thì mặc dù tổ chức ở Đà Nẵng thì cũng lâu rồi, nhưng mà lần này thì nhà mình mới đến vào đúng dịp. Thì cũng có cảm nhận là cũng thành phố cũng có nhiều thay đổi. Lễ hội pháo hoa thì nói chung là nó cũng đặc sắc so với lại các cái pháo hoa mà mình xem. Nó nhìn chung mà nói thì ở Đà Nẵng là vẫn là an toàn. Đấy là so với các cái nhiều địa phương khác thì thấy vẫn là về con người rồi về các cái dịch vụ ở đây thì cũng tương đối là tốt. Bên cạnh đó, với sức hút của DIFF 2023 cùng với các hoạt động đồng hành trong một tháng diễn ra lễ hội, số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 6 đạt gần 706.000 lượt, tăng 4,1% so với tháng trước và tăng 34,1% so với cùng kỳ năm 2022. Lễ hội pháo hoa có thể nói là một cú hích nữa để giúp cho du lịch của thành phố được quay trở lại như những thời kỳ trước mà chúng ta đang mong muốn của những năm 2018-2019. Với cái có thể nói là đỉnh điểm về lượng khách du lịch đến với thành phố Đà Nẵng. Sau lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, thành phố cũng sẽ tổ chức lễ hội tận hưởng mùa hè 2023 Wow Đà Nẵng từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2023 với các hoạt động chính gồm lễ hội ẩm thực Việt Nam quốc tế, hội thi đầu bếp mở rộng tận hưởng các món ăn ngon Việt Nam, trưng bày giới thiệu và trình diễn quy trình thực hiện sản phẩm của các làng nghề truyền thống của Đà Nẵng. Lễ hội là sản phẩm du lịch đặc sắc, là hoạt động xúc tiến quảng bá điểm đến Đà Nẵng để tiếp tục thu hút khách đến Đà Nẵng, góp phần định vị Đà Nẵng điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á.